Vé máy bay về Hàn Quốc của Omega X bị hủy sau ồn ào với nữ CEO. Nhóm nam Omega X đã hủy chuyến bay và chưa trở lại Hàn Quốc. Công ty quản lý phủ nhận cáo buộc bỏ rơi các thành viên. SBS News đưa tin các thành viên Omega X vẫn chưa thể trở về Hàn Quốc sau khi kết thúc World Tour 2022 Connect John T. Give Up. Theo đó, các thành viên ban đầu đặt lịch bay trở lại Hàn Quốc từ Los Angeles, Mỹ vào ngày 23 tháng 10. Tuy nhiên, sau khi video các thành viên bị nữ CEO của SBS Entertainment bạo hành lan truyền trên mạng xã hội, SBS News xác minh vé đã bị hủy vào sáng sớm ngày bay. Đài truyền hình cũng xác minh các nhân viên sản xuất đã bay về Hàn Quốc trong khi Omega X vẫn ở lại Mỹ. Với sự thay đổi đột ngột trong lịch trình, người hâm mộ đặt ra nhiều nghi vấn và lo lắng về tình trạng sức khỏe của các thành viên. Trong cuộc gọi điện thoại với SBS News, giám đốc điều hành Kang Seung-hee của SBS Entertainment giải thích việc thay đổi lịch trình bay được lên kế hoạch từ 3 ngày trước, nhằm ngăn các thành viên ngồi chung với người hâm mộ. Chúng tôi nhận ra rằng chỗ ngồi ban đầu có thể dẫn đến việc các thành viên ngồi lẫn với người hâm mộ. Vì vậy, chúng tôi hủy vé từ 3 ngày trước. Cáo buộc cố tình bỏ rơi các thành viên là không đúng, công ty tuyên bố. Ngoài ra, nữ CEO này cũng phân trần về cáo buộc bạo hành nghệ sĩ theo góc nhìn của mình. Càng thừa nhận cô là giọng nữ trong video lan truyền trên mạng. Mặc dù khẳng định đây là những nỗ lực của anti-fan, càng nhận ra cô đã đối xử sai với Omega X. Đây là một cáo buộc một chiều khởi nguồn từ anti-fan có thái độ thù địch với ban quản lý. Tôi đã kiệt sức vì không ngủ trong nhiều ngày, thậm chí còn chảy máu mũi vì quá mệt mỏi. Tôi hành động như vậy vì cảm thấy khó chịu và thất vọng khi các thành viên không hề tỏ ra quan tâm. Thông thường, tôi cực kỳ lịch sự với các thành viên. Tôi thậm chí còn sử dụng kính ngữ khi nói chuyện với họ, cô giải thích. Hiện, lịch trình của Omega X vẫn chưa được xác định. Trong khi đó, người hâm mộ đang yêu cầu công ty đối xử tốt hơn với các thành viên. Tuyên bố ban đầu từ SBS Entertainment bị cho là qua loa. Trước đó, vào ngày 23 tháng 10, một cư dân mạng đăng tải video quay lại cảnh nữ CEO có hành vi bạo lực với các thành viên Omega X sau buổi biểu diễn của nhóm tại Los Angeles, Mỹ. Đoạn video nhanh chóng lan truyền và thu hút sự chú ý của công chúng. Ngày 24 tháng 10, SBS Entertainment, công ty quản lý của nhóm lên tiếng xin lỗi. SBS cho biết tại thời điểm xảy ra vụ việc, Omega X và nữ CEO đang bàn luận về công việc. Trong quá trình này, hai bên thể hiện sự bất bình, kích động và bắt đầu to tiếng. Tuy nhiên, cuối cùng họ giải quyết mọi hiểu lầm bằng cách tiếp tục thảo luận, trò chuyện.